Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022. Chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 24 tháng 8, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh, đến nay mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng để tổ chức đại hội, nhất là về công tác xây dựng văn kiện và công tác xây dựng các đề án nhân sự đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đạt chất lượng và theo đúng quy trình quy định. Kết quả nhiệm kỳ qua, các cấp đoàn trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện đạt và vượt 10 trên 11 nội dung chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Còn chỉ tiêu phát triển đoàn, phát triển đảng sẽ tập trung thực hiện đạt trong năm 2022. Qua đánh giá, công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn được đổi mới, tiến bộ vượt bậc về nội dung và phương thức triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp và tác động đến nhiều đối tượng thanh thiếu nhi. Các phong trào thanh niên tiếp tục có bước phát triển, đổi mới, tập trung vào những vấn đề thanh niên quan tâm về công tác xây dựng tổ chức đoàn, tập huấn bồi dưỡng cán bộ đoàn và công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được các cấp bộ đoàn chú trọng thực hiện. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện quy trình công tác cán bộ, đảm bảo các bước theo quy định. Kết quả gồm các danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra, chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân sự, về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 và nhấn mạnh rằng trong báo cáo chính trị phải thể hiện đậm nét hơn về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua bằng những mô hình hay, việc làm sáng tạo hiệu quả cao. Về công tác nhân sự, Phó Thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình quy định, trong cơ cấu cần quan tâm hơn đến tỷ lệ cán bộ là người dân tộc và cán bộ nữ. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, 10 và 11 tháng 10 năm 2022. Sáng nay, ngày 24 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt mũi lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Đến dự có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình nhấn mạnh, hiện nay tình hình bệnh sốt xuất huyết toàn khu vực phía Nam đang có nhiều diễn biến phức tạp. Riêng tại tỉnh Trà Vinh, tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận gần 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2021. Chính vì vậy, để chủ động phòng ngừa và ứng phó dịch bệnh bùng phát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, việc tổ chức meeting phát động chiến dịch người dân tự diệt mũi lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết là vô cùng cần thiết. Qua đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể người dân trong tỉnh nâng cao ý thức trong công tác phòng chống sốt xuất huyết và chung tay ngăn chặn sự lây lan và bùng phát dịch bệnh này trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các hộ gia đình và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn huyện Châu Thành nói riêng cùng đoàn kết, chung tay triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau: các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện chiến dịch người dân tự diệt mũi lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, thành lập các tổ phòng chống dịch bệnh cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kể cả các biện pháp xử phạt đối với những tổ chức cá nhân cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện các biện pháp diệt mũi, diệt lăng quăng tại nơi làm việc hoặc khu vực quản lý. Tôi yêu cầu mỗi người dân, mỗi hộ gia đình trong tỉnh phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành y tế. Tôi kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên hãy chung tay tích cực hưởng ứng và quyết tâm thực hiện chiến dịch người dân tự diệt mũi lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh hiệu quả, thiết thực.
Ngay tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã ký kết hợp đồng trách nhiệm cam kết chung tay phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình đã đánh trống phát động chiến dịch, kêu gọi toàn tỉnh quyết tâm thực hiện tốt chiến dịch người dân tự diệt mũi, lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Kết thúc buổi lễ, toàn thể đại biểu tham gia diễu hành nhằm truyền tải thông điệp và hình ảnh kêu gọi người dân tích cực chủ động diệt lăng quăng, diệt mũi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Sau đó, đoàn đã đến tham quan thực địa diệt lăng quăng tại ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành. Ngày 23 tháng 8, ông Nguyễn Quang Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, ông Trần Thanh Bình, phó thư thường trực huyện ủy Cầu Kè cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tiến độ thi công xây dựng tuyến đê bao ven sông Hậu, đoạn đi qua địa bàn xã Ninh Thới. Công trình tuyến đê bao ven sông Hậu đi qua địa bàn ba xã Ninh Thới, Hòa Tân và An Phú Tân được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2021. Quy mô công trình cấp 4, đường nông thôn cấp B đồng bằng, kết cấu công trình nền đường rộng 5,5m, mặt đường láng dựa rộng 3,5m, có tổng chiều dài gần 18 km, điểm đầu tiếp giáp dạm cầu Quan, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, điểm cuối tại cống Bông Bót ở xã An Phú Tân. Ngoài ra còn lắp đặt 208 bọng trên toàn tuyến và xây dựng 3 cây cầu bê tông cốt thép có tổng chiều dài gần 120m. Tổng kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 135 tỷ, ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng. Qua thời gian hơn 8 tháng thi công, đến nay công trình này hoàn thành khoảng 35% khối lượng, dự kiến sẽ thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Qua đây sẽ góp phần tạo niềm vui phấn khởi rất lớn cho hàng ngàn nhà vườn của ba xã Ninh Thới, Hòa Tân và An Phú Tân trong việc góp phần bảo vệ hàng ngàn hecta diện tích vườn cây ăn trái của nhà vườn nơi đây khỏi bị mưa bão, triều cường dâng cao gây thiệt hại hàng năm. Qua đó yên tâm đầu tư sản xuất, đưa kinh tế gia đình ngày một phát triển hơn, làm thay đổi diện mạo đời sống, kết cấu hạ tầng vùng nông thôn cập ven tuyến sông Hậu. Qua kiểm tra thực tế tiến độ thi công tuyến đê bao ven sông Hậu đoạn đi qua địa bàn xã Ninh Thới có chiều dài 9 km, cho thấy hiện trên tuyến này còn một số đoạn đơn vị thi công chưa triển khai san lấp mặt bằng tạo phần nền, tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch. Ông Nguyễn Hoàng Khải, bí thư huyện ủy Cầu Kè, đề nghị ban quản lý dự án đầu tư huyện cần tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện làm việc với đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục đúng theo kế hoạch. Trước mắt cần sớm khắc phục những đoạn bị sạt lở, hàm ếch sát chân đê nhằm phòng ngừa triều cường dâng cao gây chở đê trong mùa mưa bão năm nay. Ngoài ra, trong quá trình thi công, bí thư huyện ủy Cầu Kè cũng đề nghị chính quyền địa phương và chủ đầu tư cần phải theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị thi công, đảm bảo công trình đạt chất lượng khi đưa vào sử dụng, tạo sự phấn khởi cũng như phát huy được hiệu quả của công trình mang lại cho địa phương trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phát triển nông nghiệp nông thôn 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 4 tháng cuối năm 2022 của huyện. Trong đó nêu bật kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất, nông lâm thủy sản, trồng trọt chăn nuôi thủy sản lâm nghiệp, phát triển nông thôn, công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hợp tác, chương trình OCOP, công tác thủy lợi và các mặt công tác khác trong 8 tháng đầu năm 2022. Đồng thời đánh giá những thuận lợi khó khăn trong tổ chức thực hiện và đề ra các giải pháp thực hiện ở từng lĩnh vực trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn tập trung vận động khuyến khích mở rộng diện tích trồng màu, phát triển xen canh vườn cây ăn trái và theo dõi tình hình sâu đầu đen hại dừa trên địa bàn, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, khuyến cáo tái đàn chủ hộ chăn nuôi phải đăng ký ngành chuyên môn quản lý. Trong chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, nuôi thủy sản phải theo quy hoạch, nhất là hai xã Long Hòa và Hòa Minh đang quy hoạch dùng tôm lúa tôm phải thích hợp quy hoạch của tỉnh. Tập trung nguồn vốn được phân bổ năm 2021-2022, đầu tư thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, quan tâm phát triển sản phẩm OCOP đều khắp các xã thị trấn, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. Ngày 23 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trà Vinh phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn farm trip khảo sát các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đoàn đã đến viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Khu di tích đền thờ Bác được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1989. Sau đó, đoàn đến trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng Cồng Hô thuộc địa bàn ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long. Nơi đây có diện tích tự nhiên chỉ rộng trên 25 hectare với khoảng 10 hộ dân sinh sống trên cồn. Các hoạt động trên cồn hô mang tính tự thân của người dân, tức là du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, đã tạo nên một sự khác biệt độc đáo về sản phẩm du lịch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trong bối cảnh hiện nay, với xuất phát điểm không điện, không đường, hệ sinh thái tự nhiên trên Cồng Hô tồn tại gần như nguyên bản trang quá miền sông nước. Điểm đặc biệt của Cồng Hô là sản phẩm du lịch đặc thù về đêm. Chắc chắn nơi đây sẽ không làm thất vọng những du khách muốn tìm hiểu và trải nghiệm về không gian thanh bình của một vùng quê Nam Bộ ngày xưa. Ký ức hồn quê như còn nguyên vẹn, kèm theo đó là những món ngon dân dã được chế biến từ chính các sản vật trên đất Cù Lao đã làm hài lòng và thuyết phục được nhiều du khách. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trà Vinh, điểm du lịch Cồng Hô sẽ viết tiếp hành trình lịch sử từ sông ra biển trên mảnh đất cuối nguồn Cửu Long. Điểm du lịch Cồng Hô sẽ trở thành mô hình du lịch cộng đồng tự thân dựa trên yếu tố tài nguyên thiên nhiên có sẵn. Đây là hướng tiếp cận bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tham quan và trải nghiệm du lịch sinh thái Cồng Hô, các công ty du lịch lữ hành nhận định du lịch Cồng Hô là nơi rất thích hợp cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến trải nghiệm loại hình du lịch chậm, tức là nơi để du khách dừng chân, tìm hiểu và cảm nhận các yếu tố thuộc về các giá trị văn hóa bản địa, mang đậm dấu ấn từ vùng đất đến con người nơi đây. Ngày 23 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Cồng Hang, chủ trì hội nghị nghe cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện và các xã thị trấn báo cáo tình hình công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng đầu năm 2022. Trong 7 tháng năm 2022, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp các phòng ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn quyết liệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân và người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số trên địa bàn huyện chỉ đạt 78% và đạt 81% chỉ tiêu Ủy ban dân huyện giao, tương đương 96.000 người, giảm hơn 30.000 người so với năm 2021. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên 9.000 người, chiếm tỷ lệ bao phủ 12% so với lực lượng lao động và đạt 99% so với chỉ tiêu Ủy ban dân huyện giao. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện, số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giảm, chưa đạt tỷ lệ bao phủ, chủ yếu do các xã được công nhận xã nông thôn mới, người dân không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các doanh nghiệp có mức thu nhập thấp không ổn định. Để phấn đấu đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 96%, tỷ lệ bảo hiểm xã hội đạt 12,6%. Từ nay đến cuối năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nguyễn Thanh Hùng đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp các xã thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tiếp tục nhân rộng mô hình cách làm hay của các tổ chức hội đoàn thể trong việc vận động hội viên và người thân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Các xã thị trấn tiếp tục điều tra rà soát, lập danh sách đề nghị nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng được quy định theo nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng đến mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào cuối năm 2022. Ngày 23 tháng 8, huyện Tra Cú tổ chức tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Đến dự có ông Kim Sang, Phó Tư thường trực huyện ủy Tra Cú, bà Tăng Thị Tấm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tra Cú. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 ở huyện Tra Cú có sự tham gia của 85 chiến sĩ thường trực là sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cửu Long, tham gia tại địa bàn 3 xã Long Hiệp, Hàm Giang và Ngọc Biên. Qua 2 tháng thực hiện chiến dịch, các xã đã thực hiện 15 công trình thanh niên trên 150 phần việc với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Nổi bật như xây dựng 10 căn nhà nhân ái trị giá 890 triệu đồng, trồng mới 4.470 cây xanh, tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 538 người dân trị giá trên 234 triệu đồng, thăm tặng 834 phần quà cho quý mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện trị giá 250 triệu đồng, tổ chức 13 bữa cơm yêu thương cho 92 cụ già neo đơn và tặng 92 phần quà bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá 34 triệu đồng, tham gia dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, tu bổ, chăm sóc các tuyến đường qua được 76 km, thu gom hơn 8,9 tấn rác thải, xây dựng mới 2 tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh với chiều dài 750 m, làm mới 1,5 km đường giao thông nông thôn bằng bê tông, xây dựng mới 2 cây cầu giao thông nông thôn, thực hiện 2 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài 2 km. Qua các hoạt động của chiến dịch, đã có 9 tập thể, 22 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban dân huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn huyện Tra Cú năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh đã liên tục xảy ra ca nhiễm COVID-19. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn xảy ra phức tạp,
đặc biệt là đã xuất hiện các biến thể mới của dịch bệnh này. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn bác sĩ Trương Giang Dũng, quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Dạ thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là trong những ngày gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh Trà Vinh cũng đã có số ca mắc mới COVID-19 sau một thời gian dài kiểm soát được dịch bệnh. Thì điều này có phải là dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại không thưa bác sĩ? Nếu chúng ta nhớ lại cách đây khoảng vài tháng thì tỉnh Trà Vinh chúng ta đã trải qua một đợt dịch COVID lớn nhất từ trước đến nay. Hàng ngày như vậy lúc đó thì chúng ta có thể ghi nhận cả ngàn ca mỗi ngày, ngàn ca F0 mỗi ngày như vậy. Nhưng mà với cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban thì Sở Y tế, ngành y tế cũng đã cùng với các ban ngành đoàn thể cũng như chính quyền địa phương các cấp, chúng ta đã từng bước khống chế và kiểm soát được dịch. Chúng ta đã có 42 ngày sau cái đợt dịch đó, chúng ta không ghi nhận ca F0 nào tính từ ngày 20 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 6. Nhưng mà đến ngày 1 tháng 7 cho đến nay thì dịch COVID bắt đầu quay trở lại trên địa bàn tỉnh chúng ta. Tính đến hôm nay chúng ta đã ghi nhận khoảng 40 ca ở trên địa bàn của tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố của chúng ta. Và cái nhóm tuổi mắc thì từ trẻ em cho tới người lớn và kể cả người già lớn tuổi. Và nó có cả xuất hiện ở những người chưa tiêm vaccine và đã tiêm vaccine. Điều này cho thấy là cái tình hình dịch bệnh COVID của tỉnh chúng ta vẫn còn diễn biến rất là phức tạp. Cái việc phát hiện cái ca F0 quay trở lại tỉnh chúng ta nó trùng với cái việc là Việt Nam chúng ta phát hiện các biến thể mới, cụ thể là cái BA.5. Như vậy thì rõ ràng nếu như cái tình hình này nó cùng lúc như vậy thì khả năng là cái tình hình dịch COVID sẽ quay lại trên địa bàn tỉnh chúng ta. Dạ thưa bác sĩ, điều lo ngại nhất hiện nay đó là dịch COVID-19 đã có biến thể mới và cũng xảy ra ở một số tỉnh thành trên cả nước. Vậy thì xin bác sĩ cho biết cụ thể về vấn đề này. Trên thế giới thì cũng đã ghi nhận các biến thể mới, cụ thể như là BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.1.12.1. Thì tất cả những cái biến thể đó hiện tại bây giờ cũng đã ghi nhận ở tại Việt Nam chúng ta. Qua cái tình hình giám sát giải trình tự gen của tỉnh chúng ta thì đến thời điểm này tỉnh chúng ta vẫn chưa có ghi nhận cái biến thể BA.5 mà chủ yếu vẫn là biến thể BA.2 mà cái đợt dịch trước đây chúng ta đã mắc. Nhưng những cái địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương thì cũng đã đều phát hiện cái chủng BA.5 hết rồi. Đây là những cái địa phương ở xung quanh lân cận tỉnh Trà Vinh chúng ta, cũng như là những cái địa phương mà người dân Trà Vinh chúng ta đi tới làm việc, sinh sống, buôn bán, kinh doanh. Thì cái việc xuất hiện cái biến thể BA.5 ở Trà Vinh chúng ta chỉ còn là thời gian thôi. Dạ, trước tình hình đó thì tỉnh ta sẽ tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh như thế nào? Trước tình hình đó thì tỉnh chúng ta cũng đã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID của tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị địa phương kích hoạt lại cái hệ thống mà phòng chống dịch mà chúng ta đã có trước đây. Rồi ngành y tế cũng như các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác truyền thông để cho người dân làm sao đó đừng có cái mang cái tính chủ quan mà lơ là trong cái công tác phòng chống dịch. Nhất là chúng ta sẽ hướng dẫn cho người dân thực hiện cái phương pháp V2K mà theo cái mới bây giờ Bộ Y tế đã hướng dẫn, đó là tiêm vaccine và thực hiện cái khử khuẩn và đeo khẩu trang. Bên cạnh đó thì đối với cái ngành y tế chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện cái công tác giám sát, theo dõi phát hiện dịch bệnh, rồi xử lý khử trùng các ổ dịch cho nó đúng theo cái hướng dẫn, rồi quản lý F1 cũng như quản lý điều trị F0 tại nhà theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Rồi các cơ sở điều trị thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc cũng như về oxy cũng như về cái công tác hồi sức cấp cứu để chúng ta điều trị các ca bệnh. Mục đích của chúng ta là làm sao đó là khống chế đừng cho dịch nó bùng phát trở lại
và hạn chế tối đa cái tỷ lệ tử vong ở người bệnh F0. Như bác sĩ vừa cho biết thì trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiêm vaccine là một yếu tố quan trọng nhất. Nhân đây bác sĩ có thể cho biết là việc tiêm vaccine ở tỉnh ta đến thời điểm này đạt được kết quả như thế nào? Chúng ta biết rằng trên thế giới bây giờ vẫn khẳng định một điều là vaccine là cái vũ khí hữu hiệu, là cái lá chắn hiệu quả nhất bảo vệ loài người trước cái dịch bệnh COVID. Thì cái vấn đề tiêm COVID của tỉnh chúng ta thì cũng đã được tiến hành, đến nay đã gần 54 đợt tiêm ở trên địa bàn chúng ta. Chúng ta đã nhận về là khoảng là 2.600.000 liều và chúng ta cũng đã tiêm gần hết cái số vaccine mà chúng ta nhận về. Hiện tại bây giờ chúng ta đang triển khai cái đợt 54 trên cái địa bàn tỉnh của chúng ta. Về cái tỷ lệ tiêm chủng đối với cái đối tượng mà người từ 18 tuổi trở lên thì cái mũi 1, mũi 2, mũi 3 thì chúng ta cũng đã đạt khoảng từ 90 đến 100% trở lên. Riêng cái mũi 4 thì chúng ta còn đang đạt hơi chưa được cao lắm, là khoảng 30%. Đối với cái nhóm tuổi từ 12 cho tới dưới 18 tuổi thì cái mũi 1, mũi 2 thì cái tỷ lệ chúng ta cũng đã đạt 90%. Riêng cái mũi 3 thì hiện tại chúng ta đạt khoảng là 70%. Rồi cái nhóm trẻ mà từ 5 tuổi cho đến dưới 12 tuổi thì mũi 1 chúng ta cũng đạt rất là cao. Riêng cái mũi 2 thì bây giờ cái tỷ lệ chúng ta cũng đã đạt được khoảng là 80%. Như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là thực hiện đẩy nhanh cái tiến độ tiêm chủng để mà nâng cái tỷ lệ tiêm chủng theo cái quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng ta biết rằng là hiện đợt cái đợt tiêm 54 là tỉnh chúng ta đang diễn ra. Do đó nếu như bà con cô bác nào cũng như chúng ta nằm trong cái nhóm đối tượng tiêm chủng thì chúng ta sẽ liên hệ với trung tâm y tế để được trung tâm y tế hướng dẫn cho chúng ta tiếp tục tiêm những cái mũi theo đúng cái lịch tiêm chủng của COVID. Như từ đầu chương trình bác sĩ cũng cho biết là hiện nay dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Như vậy thì tỉnh ta sẽ có kế hoạch tiêm vaccine cho người dân trong thời gian tới như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục thống kê cái tỷ lệ tiêm chủng của từng địa phương để chúng ta nắm bắt lại cái số liệu vaccine. Và chúng ta sẽ tiếp tục nhận vaccine từ Bộ Y tế về để triển khai tiếp các đợt tiêm. Mục đích của chúng ta là sẽ tiếp tục nâng cái tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho cái nhóm từ 12 tuổi trở lên để đạt cái độ bao phủ mà nó có được cái miễn dịch cộng đồng. Và sẽ cố gắng là nâng cái tỷ lệ mũi 2 của cái nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi lên cũng đạt cái tỷ lệ là ít nhất là cũng từ 90% trở lên để chúng ta có được một cái đảm bảo là bao phủ vaccine được hết cho các nhóm tuổi theo quy định. Thì ngành y tế cũng rất mong là người dân trong tỉnh chúng ta sẽ tích cực hưởng ứng, chủ động đi tham gia tiêm phòng vaccine COVID đang diễn ra ở trên địa bàn chúng ta tại các cơ sở y tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Qua buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong rằng bác sĩ Trương Văn Dũng đã đem đến cho quý vị những thông tin hết sức là cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và mỗi người của chúng ta hãy cùng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả nhất. Xin được chân thành cảm ơn bác sĩ Trương Văn Dũng, quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian để tham gia cùng chương trình ngày hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài truyền Trà Vinh.